Nhiều diễn biến căng thẳng đang thổi bùng ngọn lửa chiến sự Nga Ukraine. Đại tá của đội Anh nói, một câu chuyện thảm hại tại Kursk, Ukraine đã khiến cả phương Tây lẫn Putin nhục nhã. Ba Lan điều động F-16 chặn máy bay do thám Nga trên hồ NATO. Trước thế tấn công của Ukraine, Điện Kremlin chuẩn bị cho lệnh huy động mới. Tổn thất của Nga ở mặt trận là rất lớn. Đáng chú ý, Mỹ sắp có quyết định quan trọng cho Ukraine khi nhìn thấy sự chống trả yếu ớt của Nga. Đây sẽ là một thất bại khủng khiếp đối với Putin. Báo Đức nhận định mục tiêu quan trọng nhất mà Ukraine đang nhắm vào ở Kursk. Nữ quân nhân Nga bị bắt phi tuôn tài liệu mật cho Ukraine. Mời quý vị cùng đến với những diễn biến được cập nhật từ chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Đại tá quân đội Anh, một câu chuyện thảm hại tại Kursk. Ukraine đã khiến cả phương Tây lẫn Putin nhục nhã. Kính thưa quý vị, cuộc đột nhập thành công của lực lượng vũ trang Ukraine vào vùng Kursk của Nga đã làm nhục không chỉ nhà độc tài Nga Vladimir Putin mà cả các đồng minh phương Tây của Ukraine, những người đang buộc họ phải chiến đấu với đôi tay bị trói sau lưng. Ý kiến này được đại tá quân đội Anh về hưu Richard Kemp bày tỏ trong một bài viết quan điểm trên tờ The Telegraph. Chuyên gia quân sự viết, Bước đi táo bạo này của tấn công ở vùng Kyrgyz, phơi bày sự hẹn nhát của các đồng minh Ukraine. Putin đã nói với các quan chức của mình, phương Tây đang chiến đấu với chúng ta bằng bàn tay của người Ukraine. Nếu là như vậy thì họ tiếp tục bị trói sau lưng Kiev. Ông lưu ý rằng tên lửa hành trình Stormstrider của Anh có thể tăng cường đáng kể cho lực lượng vũ trang Ukraine trong trận chiến này, dán những đoàn sát thủ vào quân tiếp viện của Nga trên đường hành quân. Nhưng chính phủ Anh không cho phép điều này cũng giống như Mỹ vẫn cấm sử dụng tên lửa ATAC MS để tấn công Liên bang Nga. Ông Kemp so sánh sự tồn tại của lệnh cấm này với một tình huống ngớ ngẩn. Nếu như trong Thế chiến thứ hai, Winston Churchill đã cấm máy bay Anh pha Mỹ ném bom Đức. Đại tá nghỉ Hưu viết, đó là một câu chuyện thảm hại trong suốt cuộc chiến khi mà các đồng minh phương Tây đưa ra chính sách không dựa trên nhu cầu quốc phòng quan trọng của Ukraine mà dựa trên nỗi lo sợ vô căn cứ về sự trả thù của Nga đồng thời gọi mọi bước đi của phương Tây trong việc hỗ trợ Ukraine là miễn cưỡng, nửa vời, không đủ năng lực và bao trùm nỗi sợ hãi. Ông Kem lưu ý rằng thành công bất ngờ của Ukraine ở vùng Kers chỉ có thể thực hiện được nhờ Nga để lại biên giới gần như trống rỗng, hướng toàn bộ lực lượng vào chính Ukraine. Kết quả rõ ràng là biên giới của Nga được bảo vệ không phải bởi quân đội Nga mà bởi Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ. Nhà quan sát cho biết. Nhà phân tích quân sự viết, làm sao điều này có thể xảy ra ở một đất nước đang có chiến tranh với nước láng giềng? Điều này chỉ có thể xảy ra vì Putin biết rằng lãnh thổ của ông ta hầu như không thể bị tấn công do những hạn chế của phương Tây đối với việc sử dụng vũ khí Ukraine. Thực tế là thế này, sự rụt rè của phương Tây đang bảo vệ lãnh thổ Nga. Đại tá nhấn mạnh rằng Ukraine đã kiểm soát hơn 1.000 km vuông thánh địa của Nga, nhưng tên lửa hạt nhân vẫn chưa trút xuống Kiev. Ông kết luận, sự thật là No Ukraine được phép leo thang ngay từ đầu thì chiến tranh đã có thể kết thúc theo những điều kiện có lợi cho Kiev. Thời gian sẽ trả lời liệu có quá muộn cho việc này hay không, hay liệu cuộc tấn công táo bạo này có thể xảy ra một bước ngoặt. Ba Lan điều động F-16 chặn máy bay do thám Nga trên hồ NATO Quân đội Ba Lan xác định một máy bay Nga đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát khi bay qua biển Baltic và Thương Hải. Bộ tư lệnh tác chiến quân đội Ba Lan cho biết hai máy bay phản lực F-16 được sử dụng trên khắp Đông Âu trong thời kỳ chiến tranh Nga-Ukraine đã được điều động để chặn máy bay vẫn đang ở vùng biển quốc tế. Máy bay Nga không xâm phạm không phận Ba Lan và không có thêm căng thẳng nào trong cuộc chạm trang này. Trong một tuyên bố được đưa ra trên X, trước đây là Twitter, Bộ tư lệnh tác chiến quân đội Ba Lan cho biết an ninh không phận là một trong những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Mỗi ngày, các phi công của lực lượng vũ trang Ba Lan đều cảnh giác và sẵn sàng bảo đảm bảo vệ bầu trời Ba Lan. Tuyên bố từ quân đội Ba Lan cho hay, vào ngày 12 tháng 8 năm 2024, cặp máy bay F-16 đã chặn và nhận dạng trực quan một máy bay của Liên bang Nga đang bay qua biển Bàn Tích. Máy bay chiến đấu của Ba Lan đã chặn một máy bay in 20 đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát trên không phận quốc tế mà không vi phạm vùng biển lãnh thổ của Ba Lan. Việc bảo vệ không phận Ba Lan là nền tảng cho an ninh của đất nước chúng tôi nhờ hoạt động hiệu quả của toàn bộ hệ thống phòng không. Chúng tôi có thể chắc chắn rằng mình được bảo vệ khỏi các mối đe dọa từ trên không. Biển Baltic thường được gọi là hồ NATO vì nó được bao quanh bởi một số quốc gia thành viên NATO, bao gồm Ba Lan, Latvia, Estonia và gần đây nhất là Phần Lan. Biển này cũng giáp với Nga tại Sabetepur ở phía đông bắc. Kaliningrad, một tiền đồn của Nga nằm giữa Ba Lan và Lefa, cũng có đường biển trên biển Baltic và vẫn đang được lực lượng NATO xung quanh giám sát chặt chẽ. Một tình huống thường dẫn đến các cuộc chạm trán trên cùng. Vào ngày 10 tháng 8, các thành viên NATO khác là Thụy Điển và Đức cũng đã điều động máy bay phản lực để đối phó với tình huống tương tự trên biển. Không quân Đức đã công bố hình ảnh về một máy bay tình báo hiệu in 20M và Liên Xô chế tạo, đang bay trên vùng biển quốc tế mà không có kế hoạch bay hoặc liên lạc với kiểm soát không lưu dân sự. Các cuộc chạm trán giữa máy bay Nga và lực lượng NATO đã gia tăng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022. Điện Kremlin chuẩn bị cho lệnh huy động mới, tổn thất của Nga ở mặt trận là rất lớn theo các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin và Bộ Quốc phòng Nga, mức độ tổn thất nhân sự trong quân đội Nga hiện là cao nhất kể từ đầu cuộc chiến và số tân binh chiến đấu vì tiền cũng đang cạn kiệt. Chính quyền Nga đang chuẩn bị lệnh huy động quân mới. Lệnh này có thể được ban hành sớm nhất là vào cuối năm nay. Việc thiếu quân Nga trở nên rõ ràng sau cuộc đột phá của Ukraine và khu vực Kursk. Điều này đã được hãng tin Bloomberg đưa tin. Theo tờ báo của Mỹ, việc Ukraine xông chiếm Nga cho thấy sự yếu kém của hệ thống phòng thủ ông putin đã ký lệnh tăng lương cho quân nhân mới để tránh phải điều động tình trạng thiếu binh sĩ ngày càng trầm trọng cho cuộc chiến ở ukraine đang khiến nga phải tăng tiền thưởng nghĩa vụ quân sự để tránh lặp lại tình trạng huy động vốn không được lòng dân cho đến nay có rất ít dấu hiệu cho thấy việc tăng khoản lương thưởng đang hoạt động hiệu quả theo các nguồn tin thân cận với điện kremlin và bộ quốc phòng nga quân đội không nhận đủ binh sĩ mới để theo kịp tổn thất ở mặt trận Mức độ tổn thất về nhân sự hiện là cao nhất kể từ khi Nga xâm lược, bắt đầu vào năm 2022. Một nguồn tin quen thuộc với tình hình cho biết các quan chức khu vực không hoàn thành trung bình hơn 1 phần 3 hạng ngạch dự thảo của họ. Tình hình có thể buộc Nga phải xem xét một cuộc điều động mới. Nguồn tin của Bloomberg cho biết các quan chức có thể coi đây là biện pháp luân phiên để lực lượng ở tiền tuyến được nghỉ ngơi. Một nguồn tin khác nhấn mạnh, lệnh nhập ngũ có thể được đưa ra sớm nhất là vào cuối năm nay. Cuộc tấn công quân sự ngoạn mục của Ukraine và khu vực Kurs, phía Tây Nga gặp rất ít sự kháng cự và nhấn mạnh những thách thức mà Điện Kremlin phải đối mặt. Quân đội Ukraine hiện kiểm soát 1.000 km vuông lãnh thổ Nga và các hoạt động tấn công vẫn đang tiếp tục. Các chỉ huy quân đội nói với Tổng thống Volodymyr Zelensky vào cuối ngày thứ Hai. Nga có hàng trăm nghìn binh sĩ ở tiền tuyến miền Đông và miền Nam Ukraine, nơi nước này phải đối mặt với thương phong ngày càng gia tăng cuộc chiến đã đi vào bế tắc. Vì không thể để lùi cuộc tấn công của Ukraine cho đến nay và giành lại quyền kiểm soát biên giới, đã bộc lộ sự thiếu hụt lực lượng dự bị phòng thủ của Nga. Theo quan chức này, một số khu vực đã phải nhờ chính phủ trợ cấp để giúp họ thực hiện yêu cầu của Putin vì họ không thể huy động vốn tại địa phương. Vào tháng 9 năm 2022, Tổng thống Putin đã ra lệnh huy động 300.000 quân dự bị, khiến người Nga dâng cao lo lắng về chiến tranh và khiến hàng triệu người phải rời bỏ đất nước lo lắng để tránh lặp lại trải nghiệm này, Điện Kremlin đã tập trung vào việc kêu gọi lòng yêu nước và đề nghị cung cấp tiền để cố gắng có được 30.000 binh sĩ mới mà họ cần mỗi tháng để bổ sung vào hàng ngũ của mình. Điều này đang khiến Điện Kremlin phải tăng mạnh các khoản chi trả từ chính quyền liên bang và khu vực để thuyết phục nhiều người gia nhập quân đội hơn. Áp lực phải lấp đầy hàng ngạch mạnh đến mức các khu vực giàu có thu hút cư dân ở các khu vực nghèo hơn, ký hợp đồng với họ để nhận được những khoản tiền thuận lớn. Mỹ sắp có quyết định quan trọng cho Ukraine khi nhìn thấy sự chống trả yếu ớt của Nga. Việc Moscow thiếu phản ứng trước cuộc tấn công của Ukraine có thể khiến Mỹ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Phó chủ tịch ủy ban an ninh quốc phòng và tình báo của hội đồng an ninh Ukraine đã nói về điều này trên sóng truyền hình quốc gia Ukraine. Ông nhắc lại rằng Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham, người cùng với Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Lumento đã đến thăm Ukraine trong thời gian diễn ra chiến dịch ở khu vực đã ủng hộ việc dỡ bỏ các hạn chế tấn công vào các cơ sở quân sự của Nga. Quan chức Ukraine nói Bây giờ phần lớn đảng viên Cộng hòa đã có quan điểm như vậy. Bản thân chính quyền Biden còn do dự hơn vì cung cấp vũ khí tầm xa phụ thuộc vào quyết định của họ. Mới đây, phái đoàn nghệ sĩ Ukraine từ Mỹ trở về và đã tổ chức nhiều cuộc gặp với các nghệ sĩ quốc hội Mỹ. Ông sẽ lưu ý tất cả những người mà chúng tôi gặp đều ủng hộ việc dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí. Ngoài ra, chúng tôi đã yêu cầu các loại vũ khí tầm xa khác mà chúng tôi không có nhưng chúng chắc chắn đang có trong kho của Hoa Kỳ. Quan chức an ninh Ukraine nói thêm rằng các nghị sĩ quốc hội Mỹ hiện đang trong kỳ nghỉ và sẽ chỉ trở lại làm việc vào tháng 9. Vì vậy, việc trình dự luật lên quốc hội Mỹ sẽ mất nhiều thời gian. Chúng tôi đã viết thư tới Tòa Bạch Ốc, tới Lầu Năm Góc để thay đổi quan điểm của chính quyền Biden. Với thực tế hiện nay, như Putin muốn nói, hoạt động ở khu vực và không có sự leo thang, Tôi nghĩ Mỹ sẽ có khả năng sẽ dỡ bỏ các hạn chế và cho phép Ukraine tấn công tên lửa tầm xa vào lãnh thổ Nga. Đây sẽ là một thất bại khủng khiếp đối với Putin. Bảo Đức nhận định mục tiêu quan trọng nhất mà Ukraine đang nhắm vào ở Gush. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng phòng vệ Ukraine ở khu vực Kursk vào lúc này có lẽ là chiếm được làng Korenovo. Ý kiến này được chuyên gia quân sự của ấn phẩm Bill Julian Repke của Đức bày tỏ, trích dẫn dữ liệu từ các nguồn mở. Theo nguồn Ossin Deepstate, các hoạt động quân sự đã diễn ra trực tiếp tại Korenovo. Nó nằm cách biên giới Ukraine khoảng 25 km. Đánh giá dựa trên đoạn phim từ hiện trường, quân Ukraine đang tiến vào cô định cư từ phía Nam và phía Đông, có những trận chiến rất tích cực đang diễn ra ở đó. Cùng lúc đó, lực lượng Ukraine đang di chuyển về phía đông từ Shusha tới làng Gigri. Nhà báo quân sự Grafke viết, nếu Ukraine thành công trong việc chiếm đóng những khu vực đông dân cư này, thì đó sẽ là một thất bại khủng khiếp đối với Vladimir Putin. Chuyên gia của Bill nhận định, Sasha đã nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây là thành phố đầu tiên của Nga mà người Ukraine chiếm được trong cuộc chiến hiện nay. Đây là một thành tựu to lớn. Người Nga đang cố gắng chiếm lại Sersa, nhưng vô ích, lực lượng vũ trang Nga không thể tiến gần thành phố hơn 6 km. Tổng cộng, theo thống đốc vùng Kess, lực lượng Ukraine kiểm soát 28 cô định cư ở vùng Kess, Trong khi đó, theo quân đội Ukraine, họ đã kiểm soát tới 74 cô định cư pha lan mạc. Và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày tới. nữ quân dân Nga bị bắt vì tuôn tài liệu mật cho Ukraine. Cơ quan an ninh Liên bang Nga bắt giữ một nhân viên của đơn vị quân khu phi Nam vì nghi ngờ phản quốc. FSB cho biết, lực lượng an ninh đã bắt giữ một nhân viên của đơn vị quân đội quân khu phi Nam vì nghi ngờ chuyển tài liệu mật của quân đội Nga cho phía Ukraine. Một vụ án phản quốc đã được mở ra. Các nhân viên của FSB Nga đã xác định và trấn áp các hoạt động bất hợp pháp của một công dân Nga liên quan đến việc chuyển cho phía Ukraine thông tin về việc triển khai các đơn vị và cơ sở của lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Thông báo viết, người ta xác định rằng một cư dân của thành phố Rostov trên sông Đông đã bắt đầu trao đổi thư tự với một đại diện của tình báo quân đội Ukraine thông qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal. Sau đó, vào tháng 1 năm 2023, cô nhập ngũ tại một trong các đơn vị quân sự của quân khu phía Nam, nơi cô thu thập và truyền nhiều loại thông tin khác nhau về các kho vũ khí, căn cứ và nhà kho thuộc quân khu. Nghi phạm đã bị bắt giữ. Một vụ án hình sự đã được khởi tố theo Điều 275 của Bộ Luật Hình sự Nga về tội phản quốc. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.